Hello, xin chào cho mừng các bạn đến với VR Academy. Mình là Gino từ VR Studio và ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm overlay bằng Photoshop. Thì cái này mình sẽ đặt tên nó là Photoshop cơ bản tập 3. Tại sao lại là tập 3? Thì có hai tập đầu. Nếu như các bạn lên YouTube, các bạn search Photoshop cơ bản tập 1 sẽ ra mình đó. Thì các bạn sẽ coi tập 1 và các bạn cũng sẽ được dẫn đến tập 2 và bây giờ và các bạn sẽ coi tập này sẽ là tập 3. Ok, bây giờ chúng ta các bạn phải vào Photoshop. Các bạn tạo một cái reset. Đây là mình sẽ đặt tên này là overlay. Mình đang dùng bản Photoshop CC 2019. Chiều dài của cái reset này mình đặt tên 1920 1080. Mình để khổ làm việc là ngang. Resolution là 72 được rồi. Ok. Giờ các bạn tạo. Đây chính là cái bàn làm việc của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm overlay chứ cái đã. Overlay, cái đặc biệt của overlay là gì? Là background của nó phải là trống. Thì trước tiên chúng ta sẽ tạo một layer. Đây, mình này làm hơi nhanh. Bây giờ mình sẽ, đây các bạn sẽ thấy ở đây có một cái nút. Cái bên cái thùng rác á, nó có một cái giống như tờ giấy được gập lên ở góc. Các bạn click vào nó sẽ tạo ra một cái over, cái layer. Layer này mình sẽ đặt tên nó là, các bạn nhấn đúp vào chữ layer 1 nha, các bạn sẽ đổi tên được nó. Các bạn sẽ đặt tên nó là background. Background, các bạn tắt cái thằng background đi. Đó, cái background khi mà các bạn làm overlay thì background các bạn phải trống. Rồi, ok. Bây giờ trước tiên là chúng ta sẽ trong overlay thì sẽ có gì bao gồm là khung chat, khung cam rồi mấy cái như kiểu like và subscribe đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một layer nữa và sẽ đặt tên đây là khung chat, đi khung cam trước đi, khung cam. Ok, bây giờ các bạn vào, click vào công cụ cái mà vẽ cái rectangle tool á, cái này là các bạn sẽ tạo ra một cái shape. Ví dụ như là ở đây mình sẽ tạo ra một shape hình vuông, hình chữ nhật đó. Đây, ở đây thì cái công cụ này có thể giúp cho các bạn tạo ra cái shape hình, nó sẽ có màu trong đây luôn, hoặc là các bạn có thể bỏ cái màu đi bằng cách click vào cái chữ fill trên đây. Các bạn click vào cái ô có màu trắng nó chéo á và các bạn vào mục stroke, các bạn chỉnh nó. Ví dụ như các bạn muốn viền của cái webcam của các bạn là màu đỏ thì mình sẽ click vào màu đỏ và mình sẽ kéo cái này lên cái chỗ 1 pixel này, mình sẽ kéo nó lên. Đó, các bạn sẽ thấy ở trong cái hình của bạn là cái viền nó bắt đầu khá là to lên rồi đó. Đó. Đấy, chúng ta đã có một cái viền webcam các bạn, quá lẹ đúng không? 1 phút 30 giây, chưa tới 1 phút 30 giây nữa là xong một cái khung cam rồi. Bây giờ là khung cam phía trên đúng không? Khung chat ở phía dưới. Thì chúng ta sẽ tạo thêm một layer nữa. Chúng sẽ đặt là khung chat. Là các bạn sẽ tiếp tục vào cái công cụ tạo hình chữ nhật, các bạn kéo tiếp đó. Đây là khung chat của bạn đây rồi, nó vẫn y chang như cái nãy. Thì cái fill các bạn chỉnh là không, cái stroke là cái viền đó các bạn chỉnh màu đỏ. Và hồi nãy cái thằng trên đây là mình chỉnh nó là bao nhiêu ta, quên mất tiêu rồi. Cái thằng trên đây mình chỉnh nó là mình chỉnh nó là cỡ 19.8, cái viền nó là 19.8, mình sẽ đổi nó là cái viền nó là 19 luôn đi cho nó đều. 19 nè, enter. Ok, bây giờ các bạn thấy chỉnh bên đây, bây giờ mình sẽ để viền là 19 luôn. Đây, viền 19, enter. Đây, các bạn sẽ thấy nó có một cái viền khung chat của bạn rồi đó. Ví dụ như các bạn kéo không có đủ, nó bị lem như thế này, thì các bạn click vào cái layer đó, các bạn nhấn Ctrl T. Các bạn nhấn click vào layer đó, các bạn nhấn Ctrl T. Đó, các bạn sẽ thấy nó có, ở đây có một dấu màu trắng. Các bạn có thể kéo nó ra cho nó đều. Các bạn nhấn Enter. Ok. Vậy là chúng ta có khung cam, khung chat rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới một cái gọi là, cái khung chat này vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó. Bây giờ mình sẽ thêm một cái layer phía dưới nó, tạo một cái layer và để phía dưới khung chat, mình đặt tên là background của khung chat.
Mình sẽ tạo một tiếp tục tạo một cái hình chữ nhật bằng cái công cụ cái công cụ vẽ, cái công cụ đó tiếng Anh nó khó đọc quá đâu. Bây giờ mình đọc tiếng Anh nó kiểu nó bị đù. Ok, rồi các bạn chỉnh nó thành màu đen và các bạn chỉnh opacity của nó ở một mà này, các bạn thấy cái opacity các bạn chỉnh nó tầm 20. 20 vẫn hơi mờ. 30 nữa thôi. Không, vẫn mờ quá, 40. 50. 80. À, 80 là được rồi. Mình nghĩ 80 là ok. Ta có khung cam, có khung cam, khung chat đây này, và có một cái background chat rồi, thì các bạn chỉ cần cái chỗ này để các bạn add cái chat vào thôi, còn chỗ này là các bạn chơi game đây. Còn bây giờ mình sẽ có thêm hai cái ô ở đây như là kiểu gọi là sao ta, ô like và theo dõi. Thì mình nghĩ mình sẽ viết chữ luôn. Bây giờ các bạn nhấn chữ T, các bạn sẽ ra, các bạn sẽ thấy là ở đây cái chữ test này nó bị lúng vô, có nghĩa là các bạn đang chọn công cụ viết chữ. Các bạn đè chuột trái, các bạn kéo, bạn thấy là một đống chữ hiện ra. Bây giờ các bạn sẽ ghi cái mà các bạn muốn ở đây, mình sẽ ghi like and, trời cái chữ nó nhỏ quá, mình sẽ chỉnh cái background nó màu xanh cho mọi người dễ thấy. Like and subscribe, mình sẽ chỉnh cái chữ nó lên 50, 150. Ok. Ok. Ở đây cái chữ này mình sẽ để nó và tất cả vào giữa, và mình sẽ để cái chữ nó gọn lên. Đó. Cái chữ and nhỏ lại một chút. Đó. Và chữ này tiếp tục, cái chữ and và chữ like tiếp tục dồn lên. Đó, like và subscribe. À, các bạn có thể các bạn nếu như các bạn muốn cho nó nghiêng đi á, thì các bạn nhấn Ctrl T ngay góc này, các bạn có thể quay nó nghiêng ngay góc đó. Like và theo dõi các kiểu đó, like và subscribe. Ok, bây giờ mình sẽ có vẻ là khá là ổn rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái khung của game. Cái khung của game thì nó sẽ là như vậy. Khung của game thì bây giờ các bạn làm y chang hồi nãy thôi, các bạn tiếp tục tạo một cái hình chữ nhật bằng cái công cụ vẽ này. Đây, các bạn tạo hình, trước tiên các bạn phải làm một layer mới cái đã. Các bạn nhấn lên trên cùng, các bạn tạo layer mới. Đặt đó là khung game. Và các bạn kéo, các bạn chọn vẽ một cái khung vẽ đẹp đẹp tí nha. Ok. Ok, cái chữ like subscribe mình nghĩ để trên cùng hợp lý hơn. Cái khung, các bạn click vào cái khung game này, các bạn chỉnh fill, tắt cái fill đi, chỉnh stroke màu đỏ. Chỉnh cái stroke là 19, độ dày của stroke là 19, độ dày của viền đó là 19. Và cái opacity của nó là 100. Ok. Ở đây xem nó có cân đối chưa, nhấn Ctrl T rồi cân dưới nè, cân dưới cân trên rồi đó. Đó, có vẻ khá là ngầu. Ok, ở đây thì chắc là mình sẽ cho cái khung cam này nó xích xuống một tí cho nó đây đó. Đó, chúng ta đã gần xong rồi, gần xong cái overlay rồi. Bây giờ đi, trong đây là game, ở phía trong là game, còn ở đây có chữ like và theo dõi. Chữ like theo dõi này vẫn nó vẫn bự quá, mình để nhỏ hơn tí nữa. Ok, like và theo dõi. Còn ở đây là camera, là chat, là game. Ồ, các bạn đã xong rồi. Và khi mà xong như thế này rồi thì các bạn nhớ tắt cái background màu xanh này đi nha. Tại mình hiện cái background này để cho các bạn nhìn thấy chữ like, subscribe thôi, chứ thật ra là nếu mà xuất file ra các bạn phải tắt nó đi để mà có cái background trống, các bạn mới add lên trên OBS được. Thì bây giờ mình sẽ xuất nó ra.
Bây giờ các bạn vào file, các bạn vào CSS. Mình sẽ xuất nó ra ngoài desktop nha. Các bạn chọn desktop, các bạn chọn là overlay, đúng rồi, overlay. Các bạn chọn file CSS thì các bạn chọn file là PNG. Bạn nhấn save và nhấn OK. Bây giờ thì ra ngoài, bạn sẽ thấy ở đây có cái overlay nè. Đó, cái overlay các bạn đây. Bây giờ mình sẽ bật cái OBS lên. Mình sẽ add cái overlay vào. À, bây giờ đây là cam của mình. Là cam của mình nó ngay đây luôn. Bây giờ mình sẽ add cái overlay vào nha. Bây giờ các bạn chuột phải vào mục Show, các bạn chọn Add, các bạn chọn Image. À, mình sẽ đặt tên này là Overlay. Các bạn chọn Browser, các bạn vào Desktop, các bạn chọn Overlay. Các bạn nhấn OK. Và các bạn kéo cái cam lên cho nó đè lên trên cái Overlay. Đó, đó cái cam đó. Đây, hoặc là các bạn để cam dưới cũng được. Đó. Đó, kéo cam ra cho nó đẹp đẽ nè. Ok. Ok, overlay của mình là cơ bản nè, cứ một overlay cơ bản. Bây giờ mình sẽ add thêm một cái gì đó nha. Add một tấm hình, giả dụ như tấm hình đó là game đi. Ví dụ như mình đang bật game chẳng hạn. À, bây giờ mình sẽ bật game luôn. Mình sẽ bật Tencent Gaming Buddy. Mình sẽ bật game. Đó. Đây, game đã lên rồi. Thì mình sẽ bật mình sẽ add game vào. Các bạn vào chọn chuột phải và add, chọn Windows Capture. Đặt này là game. À, cái này có rồi à. Cái này đâu có dùng gì đâu. Bỏ. Add Windows Capture game Windows. Để mình bật, mình các bạn phải hiện cái game lên nó mới nhận. Ok. Đấy, chết, đừng lộn. Đây, Tencent Gaming Buddy, đó, click vô. Tắt chuột đi, nhấn OK. Rồi. Bây giờ tắt game đi. Đây. Các bạn drop vô. Không phải drop cái này, drop cái game cơ. Các bạn click vào cái game. Các bạn đè delete, các bạn drop vô cho nó đẹp. À, bây giờ chúng ta đó, tại cái game này đang 16:9, còn cái khung mình làm thì chắc cái khung làm cho game mobile các bạn. Còn game này khung 16:9, game giả lập. Nó giả lập cái màn hình của mình. Đó. Thì đó, nó là như vậy. Còn đằng sau background thì các bạn có thể để một cái gì đó cũng được. Bây giờ lên các bạn lên mạng kiếm PUBG wallpaper. Cái hình này cũng được nè, đãi đi. Copy. Các bạn nhấn lưu hình ảnh thành, các bạn để vô desktop save. Ok, save rồi đó. Bây giờ các bạn vào lại OBS, các bạn kéo cái hình đó vào trong cái mục sort này. Đây các bạn sẽ thấy, các bạn kéo nó xuống cuối cùng. Đó. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái đây, đây là cái game của mình và là đây là cái OBS trong game. À, các bạn sẽ thấy nhìn nó cũng khá là ngầu, khá cũng được. Nên mình làm cơ bản thôi. Thật ra các bạn có thể thay đổi những cái các bạn có thể đổi màu những cái viền như thế này, như kiểu là các bạn có thể biến thành màu khác, hoặc các bạn cải cách điệu nó, hoặc các bạn có thể shape nó lên. Nhưng mà mình sẽ dành để dành trong những video sau nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, các bạn xem nội dung tại VA Academy. Mình là Gino từ VA Studio. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.